Đi ăn nhà hàng nhìn như thiên đường Hawaii ở ngay Florida ra sao? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nha. Nếu bạn đi từ hướng dưới San Pí thì đi ngang qua cầu Gandy, rẽ phải vào cái hướng mà theo Google nó chỉ đó thì vô được tới đây nha. Nhà hàng này tên là Soul Chart. Nói chung là mình đọc tiếng Anh cũng không được hay lắm nên mấy bạn thông cảm nha. Có một điểm cần lưu ý là nhà hàng này đóng cửa vào thứ hai hàng tuần. Ở đây có hai khu vực, thứ nhất là quầy bar thì chỉ phục vụ nước và bạn có thể tự vào thẳng quầy mua nước và sau đó tìm chỗ ngồi mà mình thích là được. Khu vực thứ hai là nhà hàng, lúc này bạn sẽ phải xếp hàng và chờ để đăng ký để được lấy bàn. Theo kinh nghiệm của tôi thì trước khi chụp hình check-in sống ảo mấy bạn phải vô đây đăng ký lấy bàn trước đã, bởi vì thời gian chờ của nó lên tới 1 tiếng đồng hồ lận. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi dạo một vòng để mấy bạn thấy không gian xung quanh quán như thế nào nha. Đến bất ngờ chưa, nếu mà ngồi ở đây ngắm hoàng hôn cùng với người yêu thì quá là lãng mạn luôn đó mấy bạn ơi. Theo mình thấy quán này không những thích hợp cho các đôi tình nhân ra đây ngắm hoàng hôn mà còn thích hợp cho những gia đình lớn đi du lịch, bởi vì không gian quán ở đây rất là rộng rãi thoải mái. Quán này có một đặc điểm là nằm hơi sâu trong hẻm cho nên người Việt của mình khi đi du lịch qua Florida thì ít biết đến địa điểm này. Mình thấy khách ở đây 99% là người Mỹ hoặc người Mễ rồi, không có người Việt Nam nào ăn ở đây hết. Khách ở đây thì lúc nào cũng đông đúc tấp nập hết, cho nên để giảm thời gian chờ thì Hoàng Anh nghĩ là bạn có thể gọi vô trước. Vị trí ở đây đắc địa bởi vì ở đây bạn vừa ăn vừa có thể ngắm mặt trời lặn luôn. Càng về đêm thì không gian quán lại càng rực rỡ hơn với những ánh đèn như thế này. Một kinh nghiệm nữa đối với mình là khi mà đông đúc như thế này bạn nên mượn menu và chọn món luôn. Để tí nữa người phục vụ ra hỏi là mình order luôn cho nó lẹ đó mà. Cái ly này là súp tôm hùm chỉ có 8 đồng thôi. Đây là mực chiên giòn, tôm chiên giòn cùng với khoai tây chiên, thịt bò, steak. Giá đồ ăn ở đây thì khá là rẻ, bởi vì mỗi món thì từ 15 đến 25 đồng thôi à. Còn hương vị thì cũng tương tự như các nhà hàng Mỹ khác. Bạn nào đi du lịch đến Florida thì cũng nên đến đây thử một lần cho biết nha.